À, một đứa em gái, em biết ca dòng cổ nên em lên xin hát tặng mọi người một bài hát là Chuyến Xe Tây Ninh ạ. Xin chào pháo tay của nhà mình. Dạ em. Hát đúng cái giọng của em.
nửa bài thơ. Em cười nụ rồi nhìn tôi lặng lẽ. Rồi sẽ qua mặt cầu nhẹ nhẹ, lòng tuổi xoay theo chuyện kể. Phải đâu ra mà tôi lại tình tương muốn cài sâu nghĩ suy trăng trời, bàn tay gieo mầm cho chính nó, cho người mình yêu tin tưởng ở miền xa nơi ấy một góc trời. Thương sao đôi mắt nhìn xa em cười.